Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh đã có buổi tiếp công dân để giải quyết các kiến nghị của công dân. Theo đơn trình bày của công dân Trịnh Kim Nam và Nguyễn Thị Như Hoa, trú đường Lê Duẩn quận Hải Châu, thì vào năm 2002, thành phố mở rộng đường Lê Duẩn theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, gia đình ông bị thu hồi 20 m2 đất, chỉ còn lại 14,9 m2 đất. Năm 2011, thành phố tiếp tục thực hiện giải tỏa, gia đình ông được đền bù 524 triệu đồng và bố trí một lô đất tái định cư tại khu dân cư đường Phan Bội Châu, Trần Quý Cáp. Tuy nhiên hiện nay, số nhân khẩu gia đình ông là 12 người, công việc không ổn định, gia đình ông mong muốn được bố trí tái định cư tại khu đất tái định cư đường 5m5, khu A3 Bình Minh, quận Hải Châu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chia sẻ khó khăn của gia đình, tuy nhiên việc tiếp tục chuyển đổi mục đích lô đất trên là không thể giải quyết. Thành phố xem xét để gia đình ông thuê chung cư theo quy định. Đối với trường hợp bà Đặng Thị Nữ, chủ trường mầm non Ánh Dương tại 793B Nguyễn Lương Bằng có cổng phụ thoát hiểm kết nối với lô đất 630 đường Trần Tấn, phường Hòa Hiệp Nam. Năm 2019, bà nữ có tờ trình Ủy ban Nhân dân quận Liêu Diễu xin mượn tạm lô đất 630 trần tấn để làm lối thoát và lối đi cho phụ huynh khi đưa đón con đi học. Hiện nay, bà nữ mong muốn được mua lô đất này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho rằng đây là đất ở. Nếu bà nữ có nhu cầu mua, nhà nước sẽ xem xét bán đấu giá theo quy định. Tiếp công dân Nguyễn Thị Bích Hường, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo, bản thân bị đau tim. Hiện nay gia đình bà gồm hai vợ chồng, hai con nhỏ và mẹ chồng đang thuê nhà trọ để ở. Do đó bà Hương có nguyện vọng xin được thuê chung cư để ổn định cuộc sống. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chia sẻ khó khăn gia đình bà Hương, đồng thời giao Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ xem xét ghi nhận và có đề xuất với thành phố giải quyết.